καλημέρα. Τρίτο και κάτω, με καλό καλό. Chưa bây giờ tôi nói chuyện trong một cái hội trường đông người như vậy. It's a lovely blue skin. Tôi có thể ca trên sân khấu nhưng mà nói chuyện trước là để người rất là khó đối với tôi. Tôi có một câu chuyện rất đặc biệt về sản phẩm. Tôi tham gia blue skin tại vì một người bạn là Sơn giới thiệu cho tôi. Tôi là một người đam mê sản phẩm vô cùng đó. Tất cả những sản phẩm trên TV, quảng cáo, whatever, tôi là người try đầu tiên. Nhưng mà một thời gian nó không work. Nó work nhưng mà tôi không có feel được. Một thời gian rất ngắn tôi lại không feel được. Rồi tôi được tham gia Nu Skin, tôi sản phẩm Nu Skin. Tôi hát được rất nhiều. Một câu chuyện rất đặc biệt đối với tôi là bố tôi hồi tháng 10 vừa qua. Tôi có một cú điện thoại kêu bố tôi bị bệnh, bị stroke. Anh về ngay. Thì ngày hôm sau tôi bay về Việt Nam. Tôi mang theo 4 dòng sản phẩm của Phạm Hân Ách. Tôi về tới Việt Nam. Bác sĩ nói bố tôi chỉ sống trong vòng 2-5 ngày sẽ không qua được. Tôi nói cho bác sĩ, xin nói anh có nhiều tiền bao nhiêu cũng chúng tôi không cứu được bố em. Sao? Rồi một đứa cháu tôi là bác sĩ, một đứa cháu tôi là bác sĩ tới nhà, tôi không cho biết bệnh của bố tôi phải mang bố tôi về nhà, tại vì bác sĩ nói ông ở đây cũng chết mà về nhà cũng chết, thì mang ông về nhà để gặp tất cả mọi người rồi ông ra đi một cách tốt đẹp hơn, chứ còn chúng tôi không cứu được ông tại vì ông 85 tuổi. Về tới nhà đứa cháu của tôi thì nó không biết ông cứ bị bệnh đâu, thì tôi kêu nó tới, nó là một bác sĩ, thì nói con tính chết cho ông coi tại sao ông về tới nhà mà ông ho quá. Rồi nó chết xong nó nói cậu phải đưa ông đi bệnh viện ngay lập tức, còn con cũng không thể qua được trong 24 tiếng đồng hồ. Thì tôi biết rồi, tôi biết bệnh của ông tôi rồi, tôi chuẩn bị một tư thế, chúng tôi sẽ mang đáng ông chắc là trong vòng 24 tiếng chắc chắn ông sẽ chết. Nhưng tôi nghĩ lại trong cái bệnh của tôi mang 4 dòng sản phẩm của Nu Skin về Farm Life về làm soi, thì tôi cầu xin Chúa cho tôi 1% thì tôi xài sản phẩm của Farm Life trong vòng 24 tiếng đồng hồ, bố tôi không chết. 2 ngày bố tôi không chết, 5 ngày bố tôi không chết, huyết áp từ 170 xuống 120, tôi tuyên bố trước bao nhiêu người, bố tôi không thể nào chết. Rồi, 5 ngày sau, bố tôi nước ra trở lại bình thường. Khi bố tôi bị stroke, mất tiếng nói, quý vị, mất tiếng vật. Tôi ở đó, tới 10 ngày. 10 ngày bố tôi chống gậy đứng lên đi bình thường. Đây là một câu chuyện mà không bao giờ tôi quên được, mà câu chuyện có thật. Tôi chia sẻ với quý vị bằng trái tim và nước mắt. Tôi đã nói chúng ta không bằng không một lần rồi. Tôi chia sẻ bằng nước mắt, và lúc nào tôi có chút cái lát là đúng đấy. Hai chục ngày sau, tôi trở về Mỹ để tôi kiếm những dòng sản phẩm.